xưởng Mosfilm sản xuất. Đoàn làm phim số 5. Con đường đau khổ. Bộ phim được dựng theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Alexei Tolstoy, đạo diễn Vasily Odinsky. Cô cần gì? Xin lỗi, tôi muốn biết căn nhà của tôi hiện có ai ở không. Tôi không biết căn nhà ấy có phải của cô không, nhưng đã có người ở. Tôi từ nhà ga đi thẳng về đây. Đã 2 năm nay tôi không ở Moscow. Bây giờ về nhà thì lại. Cô quay về nhà, về Moscow ư? Vâng. Suốt thời gian qua tôi ở miền Nam, sau đó ở Ukraine. Cô làm sao vậy? Đầu óc không bình thường ư? Sao anh lại hỏi thế? Chả lẽ quay về nhà mình là không bình thường sao? Lẽ nào cô không biết ở Moscow người ta đang chết đói ư? Vâng, tôi có nghe nói tình hình thực phẩm rất gay go, nhưng nhu cầu của tôi ít lắm. Với lại tình hình này chắc chỉ tạm thời thôi. Khi nào gặp khó khăn tốt nhất vẫn nên ở nhà mình. Thật ra cô là ai? Tôi là giáo viên. Tên tôi là Ekaterina Rosin. Xin lỗi, cô có phải là chị gái của cô Daria Bulavin không? Anh biết em gái tôi ư? Chứ sao nữa, từ hồi còn ở Petersburg cơ. Kể ra thì phòng lớn chưa có người ở. Tôi cũng mới ở Moscow cách đây không lâu. Đúng là số phận run rủi. Tôi là Alexander Zhirov, nhà thơ. Có lẽ là chìa này. Xin lỗi,
Anh có biết gì về số phận sau này của Daria không? Thật tiếc, em gái cô đã mất hút về phương trời nào không rõ. Ở tầng trên kia là căn phòng của em tôi. Cũng có thể. Tại miền nam nước Nga này, nơi cách xa Moscow đến 2.000 dặm, những lời tôi nói có lẽ nghe không được thuyết phục cho lắm. Nhưng các ngài thân mến, các ông sẽ thấy có những con người đã nhận thức được sự nguy hiểm khủng khiếp của cách mạng, của nội chiến, sớm hơn cả những người ở châu Âu các ông. Chủ nghĩa Bolshevik là cơn giận dữ của dân đen muốn phá bỏ mọi thứ, là sự phẫn nộ điên cuồng của nhân loại. Lịch sử đã trao cho nước Nga sứ mệnh làm cái đập kiên cố, chặn đứng những đợt sóng vĩnh cửu của những xu hướng vô chính phủ. Là những người đứng mũi chịu sào, chúng tôi đã giúp cho sự phát triển của nền văn minh châu Âu. Để cứu châu Âu, cứu toàn thế giới thoát khỏi sự đe dọa nguy hiểm đó, chúng tôi chìa tay khẩn thiết yêu cầu các ông, hãy giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì. Nước Nga sẽ chấp nhận bất cứ sự hy sinh nào. Đó chính là những gì mà ông nên viết khi quay lại phương Tây. Liệu ở Paris của các ông, người ta có hiểu điều đó không? Thưa giáo sư, ngài hoàn toàn có lý. Nhưng Paris giờ đây đã không còn là thành phố của những kẻ mộng mơ. Nơi đây người ta không còn cười khoái trá chế độ bộ râu của vua Leopold. Dân tỉnh Paris chả còn quan tâm đến những thất bại tình ái của vị đại công tước Nga nào đó. Thật buồn là đã không còn những con người mộng mơ lãng mạn ở Paris. Xác họ đang thối rữa trên sông Somme, trên những bình nguyên dưới chân dãy Aden. Thế nhưng hôm nay Paris vẫn là một thành phố chiến thắng. Phải, thưa các ngài, chiến thắng. Thành phố tuy ảm đạm, chẳng hề được dọn dẹp. Song Paris đã thắng trong cuộc đại chiến thế giới. Và nó sẽ tiếp tục chiến thắng thế lực phản cách mạng toàn thế giới. Hoan hô. Giờ đây mọi cặp mắt đều hướng về Clemenceau. Chỉ một mình ông ta hiểu rằng đòn chí mạng đã từng giáng xuống cách mạng châu Âu, rồi nhất định sẽ nhắm vào Moscow. Tại Nga đã phân chia những khu vực ảnh hưởng của các nước đồng minh chưa? Ở Paris có biết gì về thất bại gần đây của quân đội tướng Krasnov khi tấn công vào Tsarysun không? Biết chứ, thưa các ngài, đã đến lúc cần đưa quân vào. Ai dự định sẽ giúp đỡ quân tình nguyện một cách nghiêm túc? Thưa các vị hỏi tôi cứ như thể chính tôi là Clemenceau vậy. Tôi chỉ là một nhà báo. Song nếu các ngài muốn biết, tôi xin trả lời. Việc có hay không sự giúp đỡ của phương Tây đều phụ thuộc vào chiến công của quân đội dũng mãnh của các ngài. Cà phê đã đưa lên, mời các ngài. Ngài thấy đấy, những nhà hàng sang trọng vẫn cho binh lính Mỹ vào ăn. Phải. Mời ngài. Còn phụ nữ thì sao? Phụ nữ Paris vẫn tuyệt vời chứ? Chà, phụ nữ Paris luôn ở đỉnh cao. Họ cắt váy lên ngang đầu gối và bỏ hết các thứ đổ lót. Xin ông hãy nói rõ hơn. Vào buổi tối khi đi xem hát hay đi ăn hiệu,
Phụ nữ chỉ che ở phần trên những gì không quan trọng. Chính xác hơn, bộ váy của họ chỉ là hai mảnh dài hẹp giữ lấy một cái mini zip ngắn. Yes, of course. It was the star of the Lido. Lido? Her name was Germaine. Ah, oh, oui, Germaine. What, Kim? Malheureusement, bang cho tôi ly vodka. Et je ne peux pas parler, même estimer les charmes de cette danseuse. What a pity, but I think when you come to Paris, oui, you'll be able to meet her. Espérons-le, espérons-le, messieurs. Et à la santé de Germaine. Excuse me, please. Hãy dịch lại cho họ rằng Tổng tư lệnh mời họ ra tiền tuyến, đương nhiên không phải tuyến đầu, song cũng đủ để khiến họ sợ run bần bật. Tôi đang đề cập đến nhã ý của Tổng tư lệnh, mời các vị đến Manic một chuyến. Ý ông ta là Tổng tư lệnh muốn mời chúng ta đến Manic, một nơi có chiến sự rất ác liệt. Cậu nghĩ xem, bao nhiêu mũi tên đã từ bờ bên này bay sang bờ bên kia, vượt qua con sông Manic này. Ếch nhái vào mùa đẻ trứng đấy, lũ chết tiệt. Hàng ngàn năm trước chúng đã kêu uom oam, ngàn năm sau cũng vẫn kêu như vậy. Tớ với cậu có bị giết chết thì chúng vẫn cứ kêu. Ấm trời chúng kêu, lạnh trời thì im thít, chả thèm phí sức sưởi ấm dòng máu. Chúng hài lòng với nhiệt độ môi trường xung quanh, bất kể ấm lạnh. Đúng là một tiêu bản tuyệt vời dành cho việc nghiên cứu cơ thể con người. Tớ từng nghe nói ở đâu đó người ta dựng lên đài tưởng niệm loài ếch như một kẻ thuẫn tiết vì khoa học. Còn tớ với cậu, những thằng cha máu nóng thì chả ai thèm dựng đài kỷ niệm. Mặc dù chúng mình cũng là những kẻ tử vì đạo, tuẫn tiết vì khoa học quân sự. Thế đấy anh bạn, cậu là trung đoàn trưởng, tớ là tham mưu trưởng, cộng thêm hơn 600 bầu máu nóng nữa bị ném về đây, tại chiến tuyến Manic này. Bất chấp lương tri và lợi ích, chúng mình ngồi đây đợi bọn chúng đến giết. Quy mô trung đoàn không cần đến chiến lược. Chiến lược chỉ áp dụng ở quy mô từ quân đoàn đến tập đoàn quân. Cậu biết không, tớ bắt đầu thấy sợ chết. Chỉ lo bỗng nhiên bị một phát đạn bay trúng đầu. Đầu có phải là cái bia đâu, nó sinh ra để làm việc khác. Tớ tiếc những ý nghĩ trong đầu tớ quá. Tất cả chúng ta đều sợ chết, Sergey ạ. Chỉ có điều không ai muốn nói ra. Tớ không nói đến mạng sống, mà nói đến những suy nghĩ cơ. Cậu thấy đấy, sự sống chẳng qua chỉ là một chu kỳ carbon cộng với một chu kỳ nitơ, cộng thêm cái khỉ gì đó nữa. Từ những phân tử đơn giản hình thành những phân tử phức hợp, rồi rất phức hợp, rồi cực kỳ phức hợp, rồi sau đó vỡ toác một cái. Затем крах. Углерод, carbon, nitơ và cái của khỉ gì đó nữa bắt đầu phân giải và trở lại trạng thái giản đơn nhất. Thế là hết. Thế là hết, bạn ạ. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các nẻo đường đều trắng xóa những xương người. Và rồi những chu kỳ carbon và nitơ khác, tức là cái bọn sáng mai sẽ cưỡi ngựa đến đây ấy, sẽ hân hoan ca khúc khải hoàn. Chuyện gì vậy nhỉ? Bắt đầu rồi ư? Không phải. Chắc anh em đang căng thẳng thần kinh quá mức. Trong trung đoàn nhiều cậu chưa từng trải qua trận mạc. Xem này. Một phát trúng ngay hả? Đang bay, một phát trúng ngay. Hy vọng trong chiến đấu cậu cũng không bắn trượt.
Còn kể từ giờ trở đi, bất kỳ ai bắn ngỗng hay vịt sẽ bị xử bắn không thương tiếc. Cậu sẽ rơi 3 băng đạn, còn anh em sẽ thưởng thức món vịt trời của cậu. Các đồng chí, ở đây rất nhiều anh em binh lính biết rõ tôi, và tôi nghiêm túc nhắc lại một lần nữa. Chưa có mệnh lệnh đặc biệt tuyệt đối không được nổ, cho dù chỉ một phát súng. Tôi nhắc lại, không tuân lệnh sẽ bị xử bắn tại chỗ. Vì một con vịt mà bị xử bắn sao? Chính ủy dạo này nghiêm khắc quá. Anh em phải dè chừng cô gái cầm súng lục kia. Cô ta sẽ bóp cò không thương tiếc, mắt to tròn mà chả biết thương xót là gì. Sao cậu lại nói vậy? Cô ấy là một đồng chí rất tốt. Tớ đùa thôi mà. Không phải lúc nào đùa cũng đúng chỗ. Trong những việc nghiêm túc phải biết kiềm chế sự lỗ mãng của mình. Gì thế này? Sao súng không được đặt ở vị trí chiến đấu? Phát minh của chúng tôi đấy. Đại loại cũng như cái tháp pháo quay được ở trên chiến hạm ấy. Súp gỗ tròn này để làm gì? Để quay súng cho nhanh. Đồng chí nhìn xem. Các cậu làm như bọn địch có thể bất ngờ xuất hiện từ bên cánh vậy. Mọi thứ đều có thể, cũng phải. Tại sao trong tiểu đội lại có phụ nữ? Thưa đồng chí, đó là chị Anisia Nazakova, nữ cứu thương tình nguyện, đã được sự đồng ý của chỉ huy đội pháo, cũng chính là đồng chí Chelegin trung đoàn trưởng. Chị ấy ở chỗ các cậu lâu chưa? Từ mùa thu, hồi còn ở Sarisun, hai con chị ấy đã bị bọn Cossack thiêu sống. Anh làm sao vậy? Anh làm sao cái gì? Liên lạc thì không có. Chúng ta đã đến được bờ sông Manik này, nhưng điều gì đang đợi phía trước? Đang đợi bên phải, bên trái. Bọn địch lùng chúng ta, ta lùng bọn chúng. Đúng là một mớ bát nháo lộn xộn. Vậy ai có lỗi trong chuyện này hả? Ai? Không ai có lỗi hết. Những kẻ có lỗi. Trước hết ai sẽ phải chịu trách nhiệm đây? Anh chứ ai? Mà như thế là đúng. Chính ủy đi với trung đoàn giữa thảo nguyên mà lại để lạc, trả ra cái trò gì? Trung đoàn trưởng và tham mưu trưởng toàn là người mới, còn anh chưa được họ tín nhiệm. Anh là một người cộng sản. Dù chuyến này chúng ta có tay qua nạn khỏi, anh vẫn không thể tự tha thứ cho mình. Loại chính ủy kiểu như anh đáng để dắt ra bụi cây kia đòm một phát. Vĩnh biệt nhá, đồng chí. Nào, chúng ta thử cùng bàn xem. Trên ra lệnh cho trung đoàn tiến về Chikoretka. Đó là mệnh lệnh chung. Xong trước tiên ta phải đến được Manik đã. Chúng ta đã đến được Manik, nhưng không sao bắt được liên lạc. Cậu nói sao về điều này? Việc của tôi không phải là bàn luận. Việc của tôi là thi hành mệnh lệnh. Tôi muốn hỏi suy nghĩ của bản thân cậu kia. Tôi nghĩ thế nào ấy à? Anh không định đem tôi ra xử bắn đấy chứ? Hỏi vớ vẩn. Tất cả các cậu đều trả lời giống hệt nhau. Các cậu đều là một lũ nhát gan. Thế nghĩa là cậu thấy chủ trương tấn công của Tổng Tư lệnh là đúng? Không, tôi không nghĩ thế. Không à? Tốt lắm, nhưng tại sao? Ngay tại đây, chúng ta cũng đã gần như bị tách rời khỏi lực lượng hậu bị và các căn cứ tiếp tế. Nếu quân địch mà cắt đứt sợi chỉ nối chúng ta với Sarisun ở một chỗ nào đấy, lúc bấy giờ thì có mà đi tăm, chẳng có gì chắc chắn hết. Ta mà tiến sâu hơn nữa về phía nam, thì chẳng khác nào mèo chui vào ủng. Tôi có thể hiểu được nếu quân đoàn ta được điều về đây làm nghi binh, để bằng bất cứ giá nào nhử địch ra khỏi vùng Donbass. Nhưng chỉ để nghi binh mà nướng gầm một quân đoàn thì quá đắt. Thế cậu kết luận thế nào? Tôi chẳng có kết luận gì đâu, chính ủy à. Cậu nói dối. Cậu đã nói dối. Thôi được, cậu cứ việc im lặng. Không có cậu thì mọi việc cũng đã rõ. Chắc chắn ở cấp nào đấy, ở bộ tổng tư lệnh hay hội đồng quân sự tối cao gì đó, có một thằng khốn kiếp, một trong số những thằng đang ngồi phá hoại, cản đường chúng ta. Chúng mình cả tin quá. Tôi quan sát cậu, theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của cậu. Thế mà cậu không hề theo dõi tôi.
cậu tin tôi một cách mù quáng. Tôi giao cho cậu làm một việc có hại, vậy mà cậu cứ làm thinh và thi hành. Không, tôi sẽ không thi hành đâu. Thì cậu vừa nói bàn bạc không phải việc của cậu kia mà. Vậy cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ cố gắng can ngăn, thuyết phục. Thuyết phục? Đúng là trí thức có khác. Phải bắn, cậu hiểu chứ? Trời ạ, thật bực mình. Thôi được, nếu anh muốn biết thì tôi xin nói thẳng. Kẻ thù đã đoán ra kế hoạch của bộ tổng tư lệnh. Chúng đã cắt đứt đường tiến đến Chigoretka của ta. Lá chắn duy nhất ở sườn phải của ta là con sông Manik. Còn sau lưng là một khoảng trống dài 400 dặm. Điều đó quyết định tất cả. Phải lập tức cho sơ tán tất cả các bệnh binh, gửi tất cả những gì không cần về hậu phương. Chúng ta không giữ nổi sông Manik đâu. Chứng nguyên cuộc trò chuyện này cũng đáng để tôi với cậu ra tòa án binh. Thôi được, mệnh lệnh thì không thể thay đổi. Nếu chúng ta được lệnh chết để giữ sông Manik, ta sẽ chết. Có vậy thôi. Trước đây tôi chưa bao giờ thoái thác mệnh lệnh và bây giờ cũng sẽ không thoái thác. Tôi định hỏi cậu một việc, Ivan Ilyich ạ. Đầu vì óc tệ thế đấy, không tài nào nhớ nổi việc gì. Thôi được, để lần khác. Muốn có lần khác, trước tiên phải sống sót đã. Các đồng chí, tôi vừa từ bên kia sông Manik sang. Tôi không vào trong toa đâu. Cả người đang ướt như chuột lột. Lính của tôi bắn bị thương một thằng thiếu sinh quân cadet. Tôi định dẫn về đây, nhưng hắn chết mất rồi. Tiếc quá. Một thằng nhãi con mới mười mấy tuổi đầu, nhưng hung hãn lạ lùng. Hắn ăn mặc rất sang, áo dạ, giày da, toàn đồ ngoại. Bọn cô giác so với bọn này chả ăn thua gì. Thằng cô giác là thằng ngốc, chả khác gì anh nông dân nhà ta. Ta phang nó một cái, nó phang lại ta một cái, rồi chuồn. Còn bọn này cả trung đội đều là sĩ quan. Trung đội tưởng là một thằng đại tá. Tay thằng nào cũng đeo đồng hồ. Tôi mới bảo anh em: này các bố du côn, quên mấy cái đồng hồ ấy đi. Cấm không được mò đến chỗ bọn bạch vệ để kiếm đồng hồ. Tôi thì tôi ghè răng ra đấy. Tình hình thế này các đồng chí ạ. Trên thảo nguyên có tiếng ồn ào náo động. Tôi bèn phái trinh sát đi. Cậu ta bỏ đi rồi bỏ về. Pháo binh của chúng nó đã được chuyển đến. Cậu ấy nói thế. Và rất nhiều bộ binh nữa. Toàn ngồi trên xe dàn thì phải. Vì thế các đồng chí ạ, ta hãy chuẩn bị đi là vừa. Cậu ấy tên là Moskin, chỉ huy đại đội cũ của tôi. Cậu hãy nhớ kỹ cậu ta, một chỉ huy rất sốc vác. Sao rồi? Sườn phải của quân ta cũng đang bị đe dọa tấn công. Tôi cho rằng đó là sư đoàn của tướng Parovsky. Ivan, tôi ngồi nhìn ra mặt nước và nghĩ cuộc sống chỉ đáng giá khi ta sống vì một tương lai hão huyền nào đấy. Biết bao lần tớ nói chuyện ấy với anh em binh sĩ trong trung đoàn. Những vì sao trên đầu chúng tớ khi đó chả khác gì những vì sao đêm nay. Và chúng đã từng lấp lánh trên đầu Homer vĩ đại. Anh em lắng nghe tớ kể câu chuyện tương lai. Và họ đã tin tớ. Bây giờ họ đã nằm lại trên các thảo nguyên. Tớ đã lừa dối họ. Tớ không dẫn dắt họ đi đến thắng lợi. Ivan này, sẽ ra sao nếu cái tương lai ấy chỉ là chuyện thần tiên mà người ta thường kể trên những thảo nguyên Nga hoang vắng? Nếu nó không trở thành hiện thực thì sao? 4 năm hủy diệt nhân loại vừa qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa so với những gì sắp diễn ra. Quá trình tiêu diệt cách mạng ở nước ta và trên toàn thế giới, đó mới là điều chính yếu. Đến lúc đó sẽ diễn ra cuộc tổng động viên toàn bộ các cá thể trong nhân loại. Đầu cạo trọng lóc,
tay đeo dây đánh số. Và sự khiếp đảm sẽ hân hoan ngự trị trên đống cho tàn của thế giới. Nếu như vậy thì thà chết ngay dưới nhát gươm nóng bỏng của quân cô giắc còn hơn. Сергей, cậu cần nghỉ ngơi, điều trị một thời gian. Chả hy vọng nổi câu trả lời nào khác từ cậu. Phải, những cuộc trò chuyện kiểu này chỉ thú vị vào năm 1914 khi ngồi trong những phòng khách ở Petersburg. Giờ đã là năm 1919 rồi, Sergei ạ. Trước mặt ta không phải là đầm lầy Mazurin, còn sau lưng ta chính là sông mẹ Volga, là Sarysyn. Mà Sarysyn đã là gì chứ? Còn có cả Moscow, cả nước Nga vĩ đại. Liệu cậu có hiểu nổi điều này không? Tớ thật ghen tị với cậu, Ivan ạ. Tớ thì có gì mà cậu phải ghen? Cậu rõ mồn một như trên lòng bàn tay. Một con người của nghĩa vụ, của tình yêu thương tận tụy, của tinh thần tự phê. Một quân nhân hết sức trung thực và một chàng trai vô cùng tốt bụng. Khi nào vợ cậu bình tâm lại, ắt hẳn cô ấy sẽ quý cậu hơn vàng. Điều này tớ có thể hiểu được. Đó là vì cậu không bao giờ quan tâm đến những suy nghĩ của tớ. Sabakov là một kẻ vô chính phủ. Sabakov nát rượu. Về tớ, cậu chỉ biết có thế thôi. Còn cậu thì trong suốt như thủy tinh. Tớ nhìn thấu đến tận những ẩn khúc sâu nhất của cậu. Tớ có thể thay cậu viết mấy chữ chối chăn với người sống. Chứ cậu thì chẳng biết gì mà chăn chối hộ tớ đâu. Kể cũng đáng tiếc thật. Còn cái lũ chu kỳ carbon và niter dưới sự chỉ huy của tướng Pakrovsky đó, chúng ta sẽ đón chúng không tệ hơn đón cái lũ không say xỉn và trung tín khác. Mà lúc này tớ đang nhìn rõ mồn một ngay trước mắt. Hồi ấy tôi 14 tuổi, còn Sarah 17. Không biết có phải vì chị ấy có một dáng đi đặc biệt không, nhưng mỗi khi chị ấy ra đồng trở về với mấy cô gái làng, trên vai hở hững chiếc khăn vuông, mình mặc chiếc áo cộc màu hoàng yến, vai vác cái cào, tôi cứ có cảm giác như chị ấy sắp đến nép sát vào người mình. Họ đã gả bán Sarah cho một lão già cụ. Sarah của tôi đã chết héo chết mòn. Cô hỏi vì sao chúng tôi cứ vật vã chăn trở ư? Vì chúng tôi đi tìm một cuộc sống chưa từng có, chưa từng được nếm trải bao giờ. Chúng tôi cứ vấn vương mãi hình ảnh một người con gái dù trong mơ cũng không tìm thấy nổi. Những người như thế làm gì có ở trên đời, cô thì biết gì chứ? Ở Thái Bình Dương, trên các đảo san hô có những người như vậy đấy. Thế anh đã sang đấy chưa? Sang làm sao được? Đó là trong hải ký người ta viết thế. Trong hải ký là trong cái gì? Trong cuốn sách hàng hải nói về chuyện lạ trên thế giới ấy. Anh chỉ nói phép thôi, Latugina. Nghe anh nói mà phát chán. Cô cứ việc nghe, còn tôi cứ việc nói phép. Thế là mọi chuyện giữa hai ta sẽ thành sự thật. Đem chải nó ra, sáng mai sẽ khô. Chúng tôi đem hơ trên lửa, sáng mai sạch sẽ mà sung trận. Anh để chị Anisia được yên, làm thế là bẩn thỉu, là giở trò tán tỉnh xấu xa. Từ bao giờ cậu có quyền chê trách tôi thế chứ? Ý cậu là tôi đã đổ máu một cách vô ích chứ gì? Nghĩa là chẳng có gì sai cái việc bố tôi bị bọn cảnh vệ đánh nhừ tử ở giữa đường, rồi bị chúng nhổ nước bọt vào mặt ư? Chẳng có gì sai cái việc mẹ tôi suốt đời phải đi ăn mày thiên hạ ư? Còn tôi trước kia là một thằng cầu bơ cầu bất, một thằng khốn, thì bây giờ vẫn vậy chứ gì? Được lắm, cảm ơn cậu, Kostya. Chuyện khốn thì dính dáng gì vào đây? Cốt lõi của vấn đề là nhận thức giai cấp. Anh phải tự xác định lại mình đi, xác định thật rõ anh là ai, một người vô sản hay là phần tử lưu manh. Quỷ tha ma bắt cậu đi. Tôi là chúa tể của thiên hạ. Trong một cuốn sách có ghi rõ, con người là chúa tể của thiên nhiên. Chính vì thế mà tôi đứng bên cạnh khẩu súng này. Đến ông trời tôi cũng nã cho loạt pháo, chứ đừng nói là tướng Denikin. Đến giờ đi ngủ rồi các chàng trai. Sáng mai dậy tha hồ mà xác định ai là sa hoàng, ai là nô lệ. Anh ngủ một chút đi, em thức thêm lát nữa. Ngủ nghiếc gì, nó có để cho mà ngủ đấy.
Còn em sao rồi? Tay lại đau lắm mà. Em cười gì? Tự nhiên em nhớ lại cuộc trò chuyện trước kia của chúng mình. Giống từng từ một. Hồi mùa thu năm ngoái, khi em bị thương, phải nằm trên xe kéo. Chà, đúng từng từ một. Anh ngả đầu xuống đây, ngủ đi một chút. Ngủ miếc gì? Nó để cho mà ngủ đấy. Còn em sao? Tay lại đau lắm à? Đau. Anh ăn chút bánh mì đi. Chúng nó vượt sông Đông như kiến ở Kalas và Nhinye Chiski. Đi theo các trung đoàn có cả những ông linh mục cầm cờ thêu, cả những chiếc xe chở hàng thùng vodka. Bọn cô giác say khướt lao vào tấn công, đúng là lũ đồ tể. Anh đã nhớ ra muốn hỏi trung đoàn trưởng chuyện gì rồi. Người phụ nữ đi cùng ông cha cố mà trung đoàn trưởng Mensin quá cố đã nhận ra, chúng ta đã gửi họ vào quân y viện mùa thu năm ngoái tại Sarisun. Họ của cô ấy là Chelegin. Có chồng tham gia Hồng quân. Thế thì đúng là vợ anh ấy rồi. Vậy mà anh lại quên. Bận bù đầu vì công việc, thế là quên hẳn. Anh đang định hỏi em về người phụ nữ ở khẩu đội pháo mà hôm nay ta nhìn thấy, người có hai đứa con bị thiêu sống ý. Thế rồi anh sực nhớ ra người phụ nữ mang họ Chelegin. Có biết bao nhiêu nỗi khổ trên đời mà con người phải gánh chịu, biết bao nhiêu máu đã đổ và sẽ còn tiếp tục đổ nữa. Nếu anh có con, anh sẽ viết chữ vào ngực thằng nhóc. Hãy nhớ suốt đời, nhờ ai mà con được hạnh phúc. Ai đã phơi xương trắng xóa trên gò vì tương lai của con. Sao em chưa đi ngủ? Em sao thế? Anh cứ viết chữ vào ngực nó đi. Cứ dạy nó nhớ đến xương với cốt đi. Gapa, em nói làm nhảm gì thế? Em đã sang tháng thứ hai rồi, anh chẳng để ý gì hết. Em không nói dối chứ? Phải, em nói dối đấy. Em có thai thật sao? Gapa, yêu dấu của anh. Tiểu đội pháo, chuẩn bị chiến đấu.
lắp đạn. Lựu đạn, đạn pháo sát thương nhằm vào tốt bộ binh, chuẩn bị khai hỏa. Một loạt pháo bắn, ụ pháo số 3 bắn. Buông ra, buông tao ra, nghe rõ chưa? Đồ ngu, quân rắn rết. Nhắm thật trúng đích. Bỏ đi đâu hả? Không có lệnh của tôi, không được ra khỏi công sự. Nhớ tiết kiệm đạn. Ngắm đích thật cẩn thận. Bỏ đi đâu? Không có lệnh của tôi, cấm được xông lên. Anh em ơi. Này các anh em. Anh là ai? Từ đâu đến? Tôi mang lệnh của bộ tham mưu đến. Chỉ huy của các anh đâu? Ở chỗ đoàn tàu đằng kia, thấy không? Phóng ra đấy mau lên. Thấy rồi. Cô y tá ơi, cho tôi chút nước. Có ngay đây, anh gắng chịu một chút. Nằm xuống. Tiểu đội pháo. Tiểu đội pháo. Tiểu đội pháo. Chuẩn bị rút súng khỏi bao, dương cờ hiệu. Súng máy, chuẩn bị. Cậu từ đâu về vậy? Cậu cầm lấy gói bưu kiện. Cậu liên lạc vừa phóng mô tô vượt qua chiến tuyến đưa đấy. Cậu ta bảo Denikin đang đi thăm trận địa cùng bọn ngoại quốc trên 8 chiếc ô tô mới cứng. Trò chơi lớn đây, Ivan ạ. Sergei, hãy lấy cánh quân sự bị đánh thốc vào bên sườn. Đợi tôi. Đã hủy bỏ lệnh tấn công Chikoretka, nhưng lại có mệnh lệnh thép phải cố thủ Manik. Đi đi gặp ta, quay về đi. Anh Ivan, bây giờ em không thể đi với anh. Quay về đi. Đứng lên đi các đồng chí, tiến lên. Thank you.
Đào thêm ít công sự nữa sẽ gây. Bằng không ta sẽ bị nổ tung lên đấy. Sao không thấy chính ủy đâu nhỉ? Tôi nhìn theo lá cờ, thấy anh ấy vượt sông bên cánh trái kia mà. Để tôi tìm anh ấy. Cậu đi đi. Đúng là bây giờ dễ bị bom nổ banh xác lắm. Làm gì bây giờ tiếp tục trấn thủ bên sông ư? Phải, thế mới cần đào thêm ít công sự. Khẩu đội pháo của ta thiệt hại nặng, chỉ còn có mấy ụ súng. Đồng chí đi tìm chính ủy ư? Phải, anh ấy nằm cách đây không xa. Chính ngay chỗ anh ấy dương cao lá cờ. Phải báo cho vợ anh ấy thế nào đây? Tôi nghĩ cô ấy sẽ sốc lắm, hình như cô ấy đang có thai. Còn Sarugin thì bị thương nặng. Sao, đủ tất cả anh em chưa? Có lẽ đủ cả. Còn cậu lính thủy Sarugin này thì sao? Có lệnh đừng động vào cậu ấy. Không di động, không ăn, không uống. Những cơn đau ở bụng đã qua hẳn rồi, chị Anisia. Thậm chí tôi không cảm thấy bụng tôi ở chỗ nào nữa. Cơ thể con người cấu tạo chả hợp lý chút nào. Bộ máy quan trọng nhất mà chẳng có gì bảo vệ. Lưỡi gươm vào sâu không quá dăm phân mà đã phá hủy đến mức này. Phá hủy trầm trọng. Trước đây trông chị xấu lắm, chị Anisia. Già gấp đôi tuổi ấy. Hồi ở trên tàu thủy, tôi có triệu tập một cuộc họp kín và giải thích cho anh em hiểu rằng nếu động đến chị thì không đáng là một chiến sĩ cách mạng. Latugin. Tình cảm đó hoàn toàn không cần cho chị Anisia. Cách mạng đã cứu chị, đã khiến chị xinh đẹp hẳn lên. Đâu phải để dành cho anh ta. Vướng vào chuyện đó là bế tắc. Vấn đề này phải được đưa ra đấu tranh phê bình. Tôi muốn chị nhớ đến tôi. Tôi người Petrograd. Ở đảo Vasilievsky. Bố tôi làm thợ mộc. Tôi đi học trường thủ công, rồi về làm với ông cụ. Ông cụ bào, tôi bào. Ông cụ bào, tôi bào. Cả hai cứ lặng thinh mà làm. Lặng thinh suốt ngày. Sáng sớm nay tôi đã thấy chị trong màn sương mù. Sự yếu đuối trong tôi hóa ra vẫn còn nhiều quá. Anh ta sẽ hót bên tai chị, nhưng chị đừng có nghe. Chị Anisia, tôi muốn nói để chị hiểu. Chị không được quyền có đời tư. Chị yêu quý, chị sẽ khiến cho toàn quân rung chuyển vì xúc động. Chị sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tôi đã bỏ sót điều gì nhỉ? Một luận chứng rất quan trọng. Giờ thì chẳng kịp nhớ nữa rồi. Cần nhất phải kéo cô ấy dậy, dìu về nhà. Thế này không ổn đâu Gapa ạ. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải sang bên kia sông. Chẳng lẽ cô cứ ngồi lại đây một mình hay sao? Như thế không tốt. Trước kia tôi còn không bỏ anh ấy nằm lại một mình, nữa là bây giờ.
tôi biết đi đâu bây giờ. Ta thử nghĩ kỹ một chút xem. Cô không muốn rời bỏ anh ấy. Nhưng phải chăng đây là tất cả những gì còn lại từ anh ấy? Anh ấy sẽ sống trong tâm trí chúng ta, sẽ cổ vũ chúng ta. Cô là vợ anh ấy. Hơn nữa, giọt máu của anh ấy đang lớn dần trong cô. Giờ đây, với chúng tôi cô càng thân thiết gấp nhiều lần. Con cô sẽ là con nuôi của trung đoàn. Cô thử nghĩ xem, bổn phận của cô lớn biết chừng nào. Nào, cầm súng lên, chúng ta đi. Rốt cuộc chúng ta đang chiến đấu hay đang làm trò xiếc cho các đồng minh xem? Chúng ta không phải là mấy con rối nước. Những trò anh chị kia thì được cái gì? Thật là mất mặt. Một cuộc hành quân hoàn toàn vô văn hóa. Đúng kiểu đánh trận nhảm nhí. Biểu diễn mấy trò xiếc đó không phải là ý tưởng của tôi, thưa Tổng Tư lệnh. Thôi thôi, đừng đi sâu vào việc đó nữa. Tất nhiên cuối cùng thì mặt trận của quân đoàn Hồng quân thứ 9 cũng bị chọc thủng. Với số thương vong không đáng kể về phía ta, quân ta đã thắng trận oanh liệt. Hiển nhiên chỉ nay mai ta sẽ chiếm được làng Kozak Vesenskaya. Song những chiến dịch ở trên sông Donetsk của ta lẽ ra đã có thể triển khai thành một cuộc tấn công đại quy mô nếu ta không bị tiêu hao ở đây trên sông Manik này nhiều binh lực như vậy. Tôi phát xấu hổ vì chiến lược của ta. Cả thế giới đang nhìn vào chúng ta, mà nước ngoài họ dễ bị ấn tượng lắm. Xin các ngài nhớ cho như vậy. Hiện nay quân tình nguyện đang quyết định những vấn đề chính trị quốc tế. Ở phương Tây, người ta đã bắt đầu hiểu ra điều đó sau khi thất bại của quân đồng minh tại Odessa, Kherson và Nikolaev. Chúng ta phải hành động thần tốc, phải giáng những đòn chớp nhoáng và có sức hủy diệt. Trong cuộc chiến tranh này, những chàng vỗ tay sẽ biến thành những đoàn tàu chở vũ khí. Nếu những thắng lợi của ta ở Donbass mà không có được quy mô của một cuộc tổng tấn công đánh sâu vào nội địa và không kết thúc bằng trận đánh chiếm Moscow, tôi sẽ tự bắn vào thái dương mình. Đêm qua, quân Bolshevik đã rời khỏi trận tuyến Manik. Điều đó có được hoàn toàn không? Phải nhờ sự cố gắng của ngài, thưa tướng quân. Rõ ràng đã có một kẻ nào đó trong bộ tham mưu của chúng ta suy nghĩ lại. Có thể nói vậy, thà rằng mất đuôi còn hơn mất đầu. Hãy ra lệnh cho tướng Ulagai truy sát chúng. Phải bao vây và đánh cho chúng hoàn toàn tan tác. Tuyệt đối không được nương tay. Còn ngài, tướng quân, tôi ấn định cho ngài một cuộc hẹn. Sau một tuần nữa, ngài phải có mặt trên quảng trường Sabor tại Sarisun để tham dự lễ nguyện tại nhà thờ thánh Alexander Nevsky. Chính thế đấy. Từ đâu về thế các anh em? Từ Manik. Ra vậy. Sao nhiều thương binh thế? Chiến đấu ác liệt lắm, thương binh nhiều là phải. Đồng chí y sĩ, đưa họ vào đâu đây? Các phòng đều chật kín, nằm đầy trên sàn nhà. Cậu nghe nhé, đường chỉ tay từ gò sao mộc, sao kim của cậu rất rõ, giống y như tay tôi. Điều đó nói lên cậu sẽ hạnh phúc, nhưng không thường xuyên.
Đồng chí y sĩ, chúng tôi đã khiêng anh em thương binh xuống xe hết rồi. Bây giờ đưa vào đâu? Thì đưa vào chỗ cậu vừa ở đó ra. Nhưng ở đó còn quân bạch vệ, thế thì đành để chờ ngoài trời lạnh vậy. Chuyển những người đã băng bó ra bến sông. Phải đợi bao lâu nữa? Bảo đợi thì cứ đợi đi. Daria, cô ăn một chút đi. Cô đừng sợ, không phải tôi lấy từ bệnh viện ra hay lấy của thương binh đâu. Thế bác lấy ở đâu? Do tôi trò chuyện với mấy bà nông dân mà có được. Người hay chuyện dễ kiếm sống lắm. Con người ta thường thích người khác trò chuyện với mình, sữa tươi lắm, còn bốc khói đấy. Ăn đi, đừng e ngại. Rồi tôi báo cho cô một tin. Tin không vui, nơi nương náu của chúng ta đã mất rồi. Bọn bạch vệ đã chọc thủng chiến tuyến. Tuyết đã lở xuống đầu chúng ta. Trong 3 ngày tới, Sarisun phải đầu hàng bọn cô sắc vô điều kiện. Mà như vậy tức là tha hồ đốt phá, cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc. Tình hình sẽ rất khốc liệt, phải lập tức sơ tán. Nhưng đi đâu bây giờ? Tôi hỏi cô biết đi đâu nhỉ? Còn quân y viện thì sao? Quân y viện thì liên quan gì? Họ là họ mà ta là ta, phải lo thân trước đã đúng không? Cô đừng suy nghĩ như vậy nữa. Mà tôi là gì chứ? Phụ trách bệnh viện ư? Tôi chỉ là một ông linh mục bị truất phép và là đầy tớ tận tụy của cô. Ăn cho no rồi ngủ đi một chút, con gái. Nhắm mắt lại mà ngủ một chút, có tôi ở đây. Có chuyện gì tôi sẽ báo. Ông ấy nhắc đến Mercury. Nói đến công ty vận chuyển thủy Kafka và Mercury hả? Không, nói đến thứ hoàn toàn khác hẳn. Có đúng là chở thẳng ra bến tàu không? Ra chỗ nào ở bến tàu? Từng Manic thương binh ùn ùn trở về đây, đang nằm đầy trên cáng. Đã nói cậu rồi, chỉ chuyển những người đã băng bó. Cậu định thông minh hơn y sĩ hả? Tớ thông minh hơn quá đi chứ. Cô đã từng bao giờ gặp một cơn mê sảng âm thanh chưa? Nó khởi đầu bằng một tiếng rì rào xa xăm, không nghe rõ. Nhưng rồi nó tiến tới gần với một tốc độ khủng khiếp. Dần dần nổi lên một tiếng gầm gào oang oang ghê rợn, tràn đầy cả tai, cả óc, cả tâm hồn người ta. Cô sẽ ngất đi, và nhờ đó mà thoát nạn. Xin lỗi, chúng ta không quen nhau. Nhưng tôi biết cô từ lâu rồi. Dạo ấy cô trẻ hơn, đẹp hơn. Nhưng bây giờ cô chững chạc hơn. Tôi gặp cô từ dạo trước chiến tranh ở Petersburg, trong những buổi dạ đàm triết học. Điều gì đã đẩy cô đến với họ? Vì nông nổi chăng? Hay vì sợ? Vì đói? Tôi đã liên tục theo dõi cô. Cô gần như là người đàn bà xa lạ trong thơ Bloch, trong đôi ủng lấm lem, trong chiếc áo lính, cách mạng là thế đấy. Còn anh có biết anh trông thế nào không? Không. Tạ ơn Chúa. Дарья. А казаки поодали за нами. Чистый шакал. Патронов тратили. Дарья. Ну что? Còn chuyện gì nữa đây? Cô không được xúc động, con bồ câu của ta. Ну-ка. Đi nào. Để tôi chỉ cho. Theo tôi. Chỉ có điều không được xúc động. Lại đây. Bác lôi tôi đi đâu vậy? Đây. Lại đây. Đây. Cô nhìn đi. Thank you.
Chả có gì phải lựa chọn hết. Tàu không chạy. Kẹt tơi rồi. Các người chui đi đâu hả? Không hiểu gì sao? Công dân phải có lương tâm chứ. Ở đây toàn là thương binh. Tránh ra cho xe đi. Tránh ra nào. Tháo tơ đằng mũi, rõ, tháo tơ đằng mũi. Bên phải, quay. Tình hình không có gì thay đổi ư? Không. Sống thì sống rồi, nhưng linh hồn bay tận đầu tận đâu. Chính vậy. Để tôi giải thích cho các vị, sốc đôi khi tạo nên trạng thái rất kỳ lạ. Trạng thái này chưa được nghiên cứu nhiều. Điều quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Đừng để những kích thích hay chấn động bên ngoài tác động vào. Ví dụ như sự xuất hiện huyền thoại của cô Daria có thể gây ra cho anh ấy cú sốc lần hai. Vậy đấy.
Cô có đang bị sốt không? Không. Bao giờ trạng thái này mới chấm dứt? Khi nào anh ấy tỉnh lại? Bất kỳ lúc nào. Anh bạn quý hóa ơi, xin anh hãy cố gắng giúp đỡ. Chúng tôi không phải là Chúa Trời, phải tôi hiểu chứ? Xin chị hãy kể lại chuyện đó xảy ra khi nào. Tôi đã kể rồi mà, xin chị kể lại một lần nữa. Trên đường rút lui khỏi bọn cô sắc, chúng tôi rơi vào trận pháo kích dữ dội. Sau đó chúng tôi chôn các anh em đã hy sinh, suýt nữa chôn cả Ivan Ilyich của cô. Nhưng y sĩ nói anh ấy còn thở. Tạ ơn Chúa. Rồi sao nữa? Ôi, tôi khó chịu quá. Chị làm sao vậy? Không biết, chỉ thấy khó chịu. Tôi ra ngoài một chút. Ivan. Anh yêu quý vô vàn của em. Em đã đoạn tuyệt hẳn với quãng đời cũ. Anh có nghe thấy không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu mọi thứ. Anh biết không? Cả tình yêu, cả cuộc sống. Quá khứ em đã chôn chặt trong lòng. Khuất sau đám mây, màn đêm lấp lánh bồng bềnh ca hát. Và trong cuộc chạy đua, nàng đã quên mất tình yêu, quên cả chiếc khiên hộ mạng nhiệm màu. Từ khung cửa sổ ngục tù, nàng chợt hiện ra, tung cánh bay lên bầu trời cao bát ngát. Các con ngồi thật yên nhé. Petrusha. Anyutoka của mẹ. Không nóng đâu, chỉ ấm thôi các con ạ. Trời sắp mưa xuống, lửa sẽ bị dập tắt. Petrusha. Con hãy bảo vệ em con. Đừng để bọn cô sắc nhìn thấy các con. Ngồi đây đợi mưa xuống các con nhé. Trời sắp mưa rồi. Nhất định sẽ mưa. Мыло. Дождик. Мыло. Дождик. Дождик. За облаком белый. Khuất sau đám mây. Màn đêm lấp lánh bồng bềnh ca hát. Влюблённость забыла. Забыла свой щит. И она, крылясь, полетела из отчей тюрьмы навсегда. Тихо. Bị sốt thương hàn rồi. Навсегда. Thank you.
Bác sĩ, tôi muốn xin ông. Chịu thôi cha ơi, tôi không có quyền để cô ấy lại. Cho dù rất quý mến Daria, tôi cũng không được phép. Bác sĩ, xin hãy nghe tôi. Ông hãy đặt mình vào trạng thái tinh thần của cô ấy. Nếu như cô ấy tỉnh lại và biết rằng, nếu bây giờ tôi không chuyển tất cả bệnh nhân thương hàn lên bờ, thì sau một ngày nữa con tàu này sẽ biến thành cái nhà xác nổi bập bềnh. Kìa bác sĩ, hãy nghe tôi đã. Cầu xin đấng cứu thế toàn năng phù hộ cho con chiên của người. Tổng tư lệnh bách chiến bách thắng của lực lượng bạch vệ, trấn áp và đập tan quân địch của người, đem lại vinh quang đời đời và hòa bình vĩnh cửu cho nước Nga vĩ đại. И славу утвердите великой православной Руси. Кирка, ngài, nghe tôi đã, tôi chỉ muốn. Anh làm thế nào mà lọt được vào đây? Tôi chỉ muốn hôn tay ông ấy. Giấy thông hành của anh đâu? Lính đâu? Giải tên này về đồn. Христолюбивому победоносному